Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1972, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Ông nguyên là Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ cơ quan, Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1972 tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có bằng thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông vào Đảng ngày 18 tháng 3 năm 1999. Trước tháng 5 năm 2018, ông căng tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng Chiến lược Phát triển Ngân hàng Trung ương, vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng, Phó Tránh Thanh tra Ngân hàng, vụ trưởng vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Tránh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng. Tháng 5 năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng vụ Kinh tế Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 11 tháng 1 năm 2019, Ban Bí thư bổ nhiệm ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 6 năm 2020, tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ 2, ông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thứ 13, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025, thay thế cho ông Đỗ Tiến Sĩ, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày 1 tháng 7, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, công bố chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định số 125, ngày 15 tháng 6 năm 2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sĩ, cùng các lãnh đạo các ban đảng, trung ương, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Hữu Nghĩa là cán bộ được đào tạo cơ bản và có kinh nghiệm sau 28 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước và Ban Kinh tế Trung ương. Với những công việc mang tính chất chuyên môn cao, tham mưu chiến lược vĩ mô cho Đảng về kinh tế xã hội và có cơ hội tích lũy kinh nghiệm công tác. Bà Trương Thị Mai mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, cùng Đảng bộ tỉnh đoàn kết phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, trọng tâm về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Theo quyết luận số 07 ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị, để góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo an toàn sức khỏe cuộc sống nhân dân. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ niềm vinh dự tự hào được Bộ Chính trị phân công về Hưng Yên công tác, khẳng định sẽ không ngừng học hỏi rèn luyện, nỗ lực hết mình, cùng tập thể khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức để lãnh đạo Đảng bộ chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, vì lợi ích chung, tôn trọng lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, mục tiêu phục vụ. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1972, quê ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ, vụ trưởng vụ dự báo, thống kê tiền tệ, tránh thanh tra, giám sát ngân hàng, vụ trưởng vụ kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.